Ơi, xin chào anh em. Em thấy gì không? Hôm nay mình giới thiệu một cái bộ dao ha, dao đấu giá. Hôm nay không có làm dao bãi được nên hôm nay lịch sống dao đấu giá đi. Nhà bãi nhiều lắm mà chưa có thời gian làm. Này dao đấu giá ha anh em, còn rất là mới. Full box nè. Mấy cây này anh em chuyển khoản mình nó bán nha, nguyên bộ ngang bán theo nguyên bộ không bán lẻ đó. Bộ 3 cây như đây là đủ dùng gia đình này nè. Vừa thích nha chứ không phải là cụm một hãng đó. Một cây Vito, cây đề ba, cây Nakiri. Ba cây này là đủ xài rồi. Hai cây này khâu sừng, cây này khâu đúc. Còn mới chưa xài nha anh em. Để mình đo thông số chi tiết từng cây cho anh em xem. Bộ này chuyển khoản mình mới bán ha. Bộ này là 3.500.000. Mấy cây này là khâu sừng hết. Cây này thì khâu đúc. Cái này còn nguyên keo của hãng luôn nè. Hàng mới chưa sử dụng á, nhưng mà hàng tồn kho hay sao á, họ đấu giá nên giá là khá là rẻ. Nếu mua mới thì rất là mắc tiền ha. Rồi. Cái này Yuto 18 á. Yuto 18. Nó nhỏ, Yuto nhỏ à. Ngay gốc này khoảng 39. Dày chắc khoảng ly rưỡi. Cán gỗ tự nhiên rất là đẹp. Nghĩ họ cũng xử lý rồi. Mình đem về nhưng mà chưa đụng gì hết. Nên mấy cái này nó hơi gỉ gỉ đen đen chút. Em mua thì mình sẽ làm sáng bóng lại. Cây này cây đề ba và khâu sừng. Còn mấy tinh nữa, mấy cây này mình nghĩ không cần làm vệ sinh đâu, nó bị dính lốm đốm một đốm hai đốm nghỉ ở đây à. Ký hiệu của một hãng hết nha anh em, cùng một bộ mà. Chứ mình không có lấy dao của hãng này mình lắp qua kia mà mình bán nguyên bộ đâu. Cái này dài 15.5 ha. Khoảng rộng của nó là 45. Cái này dài chắc khoảng 5-6 ly à, dài 6mm. Khâu sừng rất là đẹp. Rồi cái này Nakiri cũng thuộc sừng luôn. Thấy nhìn cái lớp keo bảo quản họ bôi còn dính đây nè, nhưng mà nó lốm đốm một hai lốm đốm gỉ rồi. Anh em muốn để nguyên thì để nguyên, còn muốn xử lý bye bye đi thì nói mình sẽ xử lý cho anh em. Thuộc sừng nha. Cây này chắc 16.5. mười lăm mà ngắn ha, nhưng mà bản nó rộng tới 56 lần. Dày thì ở đây dày đây thì nó mỏng lại. Rồi ha, nguyên bộ này mình bán lấy giá là 3.500.000. Anh em nào chuyển khoản thì mình sẽ bán cho anh em đó. Rồi đẩy lại. Nào rảnh mình sẽ làm dao bãi à. Và ở đây còn cây nữa. Cây này bữa trước mình bán thì chắc là mình bán rồi nè. Anh
kia anh đặt cái để cho ảnh cái qua ngày hai ngày sau anh nhắn tin anh nói vợ anh không cho mua rồi xong luôn. Nên anh em có đặt mua thì suy nghĩ cho kỹ ha, chứ để làm gì mình thì không sao, chứ có nhiều thì cây này bữa trước mình để cho ảnh thì mấy anh em sao gọi điện thì mình nói là đã bán rồi, nên lỡ cơ hội cho mấy anh em sao nên anh em mua suy nghĩ cho kỹ mình nhờ giờ mình. Và cái này rút kinh nghiệm nên cây này nếu anh em chuyển khoản rồi để bán ha, cây này là lỗi thép xanh nè, Sandoku ốp không gỉ lỗi thép xanh, mấy cái dòng này rất là ít ha. Cây này thì bữa trước dài 17 nè, cây này bữa trước mình bán 1,2 triệu á, 7 nè, 46 dày khoảng ly rưỡi 2 ly à. Cái này bữa Đức bán 1,2 triệu à, bữa nay giảm giá 1,1 triệu luôn, cho đi nhanh nhanh đi chứ. Cái này rất là đẹp, ông đặt tới hai bộ lên cuối cùng hồi hết thiệt, chứ mình thì mình dễ tính, mình không nói gì chứ gặp người khác người ta chửi chết luôn, tại vì giao bãi không phải như giao mới, không thể mua cây này thì phải mua cây khác, còn giao bãi thì chỉ có một cây à, mà đặt hàng không lấy cái lỡ chiếm của người khác rất là nhiều người. Rồi anh em, cây này 1,1 triệu qua ship nha anh em, Sandoku lỗi thép xanh nè, ốp không gỉ. Chữ Arami nè ha, Arami Ao Hagane. Đây họ làm vân rất là đẹp. Rồi ok, anh em mua hàng thì liên hệ với mình theo số điện thoại ha. Đây còn cây nè, chưa làm vệ sinh. Cây này Aogami Super nè, nhưng chưa bán nha, điện thoại. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sau.